Thưa quý vị và các bạn, tăng cường sinh lực là nhu cầu và mong muốn chính đáng của các đấng mày râu. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ nam giới trong vấn đề khó nói này. Tuy nhiên, nhiều quý ông lại ham rẻ mà sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, thậm chí có trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì dùng phải sản phẩm có chất cấm. Vậy làm thế nào để tăng cường bản lĩnh phái mạnh, vừa an toàn hiệu quả lại hợp lý chi phí? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Hiện nay, thị trường đã xuất hiện tràn lan các sản phẩm được giới thiệu là tăng cường sinh lực, nhưng rất nhiều trong số đó là sử dụng chất cấm nhằm giúp các quý ông đạt hiệu quả tức thì. Sau khi sử dụng các sản phẩm này, nam giới phải đối mặt với các tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, nặng hơn là khả năng cương dương tự nhiên bị rối loạn và nhiều trường hợp phải cấp cứu để khắc phục. Chúng ta biết là trước một cái tình trạng suy giảm sức khỏe tình dục nam giới ngày càng tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Về suy giảm về số lượng, chất lượng tinh trùng cũng suy giảm về các cái giảm ham muốn v.v. Thế thì có trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ cho sức khỏe nam giới. Thông thường chúng ta dùng dưới dạng viên tế từ y học cổ truyền từ xa xưa, rồi sau này là chế thành các viên nang, viên nang cứng, nang mềm v.v. Trên thị trường Việt Nam có xuất hiện những cái dạng sản phẩm mà dưới dạng viên sủi. Thì chúng ta biết rằng viên sủi, ví dụ chúng ta uống viên C sủi chẳng hạn, hoặc là các viên Panadol sủi, thì tác dụng của nó là nó hấp thu nhanh hơn để nâng cao cái hiệu quả của cái thuốc đó, cái sản phẩm đó, thành phần đó. Vừa qua, các nhà khoa học Nhật Bản phối hợp với chuyên gia y học cổ truyền Việt Nam đã cho ra mắt viên sủi Zector với công thức độc đáo khi lần đầu tiên phối hợp được tăng phiêu tiêu, hay còn gọi là tổ bọ ngựa, và việc hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới. Sản phẩm đã được các chuyên gia đánh giá cao và thị trường đón nhận. Với những nghiên cứu kỹ càng trước khi ra mắt, sản phẩm Zector đang dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng người sử dụng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.